Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Đoàn Xuân Hiếu, Phan Thị Thùy Linh và Lê Thị Như Hồng đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 phường Hòa An, Hòa Phát và Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, đồng thời báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và thông báo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước đó, như cung ứng hàng hóa bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán, hỗ trợ lao động tự do ngoài quy định của thành phố, tiêm và cấp giấy chứng nhận vaccine cho người dân và hỗ trợ kinh phí cho ban điều hành phòng chống dịch ở khu dân cư. Nhiều cử tri đánh giá cao về kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, đồng thời đề đạt nhiều ý kiến đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố như công tác giải tỏa đền bù và bố trí đất tái định cư, khi nào mới giải tỏa đền bù mở rộng đường gom dân sinh từ cầu vượt Hòa Cầm đến nhà máy nước Cầu Đỏ, các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp, cấp căn cước công dân quá trễ và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội hiện nay. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố, thì thay mặt bà con dân cử tri, chúng tôi kỳ vọng là những vấn đề kiến nghị bức xúc của cử tri đã được Hội đồng Nhân dân thành phố giải quyết kịp thời. Nó tạo một cái niềm tin cho nhân dân, và chúng tôi là những người ở dưới cơ sở sẽ về phổ biến, quán triệt lại, giải thích những cái điểm để cho bà con nhân dân. Trong cuộc họp tiếp xúc cử tri này, tôi thấy là rất là chất lượng. Cũng qua cuộc họp này, tôi xin đề nghị với các cơ quan ban ngành xem xét lại cái dự án từ chân vượt cầu vượt của Hòa Cầm đến nhà máy nước Cầu Đỏ, cái dự án dân sinh này, đường dân sinh này có thực hiện được hay không, và đã mời dân họp 2 năm rồi mà tới nay là năm thứ 3 rồi không thấy triển khai, thì xin đề nghị của Hội đồng với Ủy ban nhân dân thành phố khi nào là triển khai để cho người dân chúng tôi được biết và thuận tiện trong đời sống. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo quận Cẩm Lệ đã ghi nhận và đánh giá cao chất lượng ý kiến của cử tri 3 phường và trả lời các vấn đề của cử tri quan tâm. Các đại biểu sẽ phối hợp với quận Cẩm Lệ tiếp tục ra soát, sớm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của thành phố.